Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Vào hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia sắp tới. Trước buổi tập, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, công ty cổ phần bóng đá BKMX Bình Dương đã đến thăm và động viên toàn đội. Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng đánh giá cao nỗ lực tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thiên Nam trong thời gian qua, nhất là khi đội đã tập luyện xuyên Tết Nguyên đán để chuẩn bị thật tốt cho giải đấu khu vực. Trở lại với buổi tập, ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ rèn các bài tập chiến thuật để họ nâng cao khả năng phối hợp, trở nên nhuần nhuyễn và linh hoạt hơn. Vào chiều nay, đội tuyển sẽ có trận giao hữu với câu lạc bộ Long An. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thiên Nam trước khi lên đường sang Campuchia. Công tác đào tạo rồi phát triển bóng đá trẻ là trong những năm gần đây là được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như trong khu vực các nước bạn, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, châu Á rất là quan tâm. Và chính vì vậy nên cái giải U23 Đông Nam Á lần này được ra đời. Và để tạo cái nguồn lực kế thừa cho cái thời gian tiếp theo thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định cử đội bóng U23 với thành phần nòng cốt đa số là các bạn cũng lứa tuổi là U21 tham gia với mục tiêu là trước mắt là cũng sẽ được cái cơ hội cọ sát với lại các cái đội bóng cùng đẳng cấp trong khu vực để trưởng thành rèn luyện hơn về chuyên môn. Và xa hơn nữa thì là sau cái giải này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tiếp tục phát triển các cái lực lượng kế thừa, kể cả các cái giải quốc gia, các cái tuyến U, gần đây là kể cả là các cái tuyến U9, U11 cũng như là lần đầu tiên là được tổ chức thì sắp tới cũng sẽ được đầu tư quan tâm hơn, chứ không chỉ là các cái mặt trận và bóng đá chuyên nghiệp. Thì có mục tiêu cụ thể nào cho cái đội U23 tham gia giải lần này không? Như tôi đã nói, có nghĩa là cái về góc độ tạo cái điều kiện để cho đội bóng được, tại chúng ta cử đội U23 nhưng mà thành phần nòng cốt là cái lứa tuổi U21. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có một cái sự chuẩn bị dài hơi cho nhiều năm tiếp theo nữa, chứ không chỉ là cái giải lần này. Thì tuy nhiên khi ra sân, như huấn viên trưởng cũng vừa phát biểu đó, khi ra sân thì đội nào cũng muốn chiến thắng hết, và chắc chắn đội chúng ta cũng như thế. Thì điều đầu tiên là chúng ta làm sao để được cọ sát, để được thi đấu với lại những đội bóng chất lượng và phát huy những cái thành tích mà những cái thế hệ mà lớn hơn như là đội tuyển quốc gia nữ rồi đội tuyển quốc gia nam chúng ta vừa đạt được cái thành tích rất là tốt, thì cũng là một cái điều kiện, một cái nguồn cảm hứng để cho các em trẻ này học tập và hung đúc cũng như là rèn luyện về chuyên môn. Cái vấn đề mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam quan tâm đó nghĩa là cái sự trưởng thành của các bạn trong thời gian dài sắp tới, bởi vì các bạn còn rất là trẻ, chứ cũng không đặt nặng riêng cho một cái thời điểm của cái giải lần này. Cái này thì phải nói rằng trong cái sự hợp tác với một cái tinh thần rất là trách nhiệm của BKMX Bình Dương thì phía Bình Dương cũng chuẩn bị rất là tốt về sân bãi, về cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất để cho đội được thi đấu, cũng như chuẩn bị các cái đội trẻ của Bình Dương để có những cái trận giao hữu để cho các cái cầu thủ của U23 được tiếp cận cũng như là được cọ sát cũng như là thử nghiệm đội hình. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.